Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay là cái ngày mà gọi là cái ngày hai ô lộn ngày 10 được 20 viên đá nha nè. Được 20 viên đá mình để dành đi. Và khoáng chiến của bên này thì khỏi nói, mình đi ra là bị đấm thôi. Cho nên mình gán chút xíu đứng trong này đi. Tôi hứa với mấy ông luôn mà sau khi xong cái dàn thú mình thấy bùng nổ cái server này. Tôi quánh bấy sấy cho nhưng mà được cái anh em trong quân đoàn đông lắm nha. Mấy ông nghĩ đi. Nội 40 anh em mà đã điểm danh hết 34 anh em mà. Rất là ok. Server này là được vô cái ngay cái quân đoàn, nói chung anh em chơi còn đông. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở cho anh Mr. Tào Tháo của mình đi. Mở luôn chiến pháp anh em. Bà mẹ nó bực mình này. Mở thêm cái thù nhỏ của phải báo nè. Tại vì bây giờ chiến pháp mình chơi bằng tướng đỏ không à. Mình mở xương xương vài cái ha. Phải kiếm thêm con dương cổ nữa ta. Thôi cái này từ từ đi, thù nhỏ từ từ đi. Rồi cái đánh bất ngờ là phải lụm mà nè, hai con tướng kim thôi. Một con lưu thực và một con một lộc dương. Gì cái tướng kim tôi đầy mấy ông. Một lộc dương nè. Quần lưu thực nè. Rồi lấy cho con Tào Tháo nó châu châu lộn, nó có dùng kỹ năng đồ chân xương với mấy anh bạn đồ. Sau khi mình mở nó mình mới biết được là nó sẽ như thế nào. Nước nào? Ây lại là nước quần ở quần ha, cho mấy cái quần nó vô trong này hết trơn đi. Hai con, ba con, bốn con, 25% hay mấy không, cho lên 30% đi ha. Rồi 30%, ok. Sau đó mình sẽ ra mình lụm thêm mấy con tướng, gọi là mấy con tướng đỏ vô nữa, bên quần cái nữa mới quên ta, tự nhiên dùng lưỡi bố vô chi ta. 10 con, cái kia 7 gì 20% là 4 con đúng không, 14 con là đủ mấy. Ok, mình cho con Tào Tháo cái chiến pháp để nó không có nổ, nó xài uổng. Tội nghiệp đó, quên lưỡi bố tôi giữ lại, tôi mở chuyện trận pháp mà tôi quên. Tại vì cái gương này á, là chỉ nó chỉ cho mình chọn là mình, nó chỉ cho mình chọn cái số cái tướng bên nào nước nào đó thôi mấy ông à, chứ nó không cho mình chọn hết nha, hơi khó ở chỗ đó. Rồi mở luôn, mở cho em nó đi. Rồi cho Tào Tháo sương sương cái chiến pháp này nữa, cái nữa đúng là phải lấy luôn cái thùng nhỏ phải báo cho nó xài đi dương công an năm sau là đẹp luôn. Nhưng mà giờ đang thiếu đồ chơi quá, đang thiếu nhiều đồ quá cho nên cho nó xài thì cũng hơi phí. Tôi cũng vừa up được cái thằng binh của gia cái lượng lên 100 hôm qua luôn nè, nhưng mà đã up hơi lâu cho nên tôi không vô video, up hơi lâu cho nên cái này anh em up bằng tay được mà, dư sức up bằng tay. Rồi hôm nay up lượng cấp nè, từ từ anh em, cái gì cũng từ từ. Rồi tỷ gửi sắp tới nơi rồi, bên đây mình sẽ qua dàn thú 4 sao nhá. Thôi mình sẽ mình chốt 4 con 5 sao đi, thôi mà 4 sao đi anh em. 3 sao giờ tới 4 sao, đầu tiên mình sẽ vô con này 3 sao nhá, con này lên 4 sao chứ lộn, Bạch Ly lên 4 sao nhá. Anh em để ý kỹ nha, ngọc mình đang còn 1.8 triệu, sao nguyên cái dàn thú lên 4 sao này nó sẽ tốn bao nhiêu. Nếu mà còn 1.3 triệu là chuẩn, hơn 1.3 triệu chút xíu là chuẩn, là đúng 500, một cái dàn thú 3 sao là 500.000 ngọc, là 8 con thì phải, 8 con nha. Là mấy mốt mấy ông cứ nhắm nhắm theo kiểu đó, là đen á nha, tôi tính đen lắm rồi đó, không có nổ đó. Trời đất, mà nổ đi, nổ chỉ được con rồi đó. Mốt mấy ông chuẩn bị cái túi ngọc của mình mà vô quay cho nó dễ, để không biết đường tính nhiều người mình hơi khó. Cũng hơi đen ha. Một mảnh Bạch Ly mà quay một mảnh như này là chết tôi à. Không có mảnh nào luôn. Tôi muốn mặc định hang thú đó nha, tại vì hang thú đó tôi cũng up tôi vô đồ hình luôn mà. Đó, con vẽ ở trên nhiễu xuống ok nè mà. Chiu. Hai mảnh. Một lần hai mảnh thôi là được rồi. Tôi cần một lần hai mảnh thôi, em không cần nhiều luôn thiệt sự. Thôi Bạch Ly này lông dịch quá. Bạch Ly lông dịch quá, tôi con hoa tiên mình bỏ qua bên nha, mình không cho năm sao đâu. Hoa tiên bây giờ cũng chưa cần năm sao cho lắm. Không cần 4 sao luôn, chỉ cần 3 sao thôi. Mấy con này mới cần 5 sao nè. Cái này mà nổ cái nữa thì cho lên 5 sao luôn á chứ. Không nổ nè. Khó ta. Gõ khó nè.
Hai mảnh. Chào Phong, bữa đó nổ không con? Khi nào nổ nữa không? Có khi nào? Có khi nào nổ không? Quay khơi khơi nè, một con mảnh. Còn qua gì? Khó gì anh em? Con bá hạ có gì sao? Ba mảnh được nha, bá hạ có vẻ hợp lý nè. Bá hạ hợp lý nhất, tôi thấy lúc nào bá hạ nó cũng vẫn ok. Từ 2 mảnh, 3 mảnh, 4 mảnh không, cho nên quay bá hạ đỡ tốn kém lắm anh em. Thiệt. Quay con gì chứ quen bá hạ là đỡ tốn kém nhất luôn. Cỡ nào nó cũng có mảnh hết trơn. Tôi thiệt mấy ông, nhưng mấy ông dục khơi khơi tào lao thì nó cũng có mảnh đó nè. Để tôi xong cái pha này tôi sẽ bắn tào lao cho mấy coi nè. Nó ủa không cho bắn à? Không cho bắn. Gì nữa mới cho bắn nè. Nè bắn khơi khơi cho mấy ông coi nè. Ủa không có ta. Đó thấy không? Đâu có cần phải bắn vô chúng anh ấy đồ này nọ đó đó thấy không? Con bá hạ dễ nuôi lắm. Vừa nói xong bà mẹ nó phản liền chứ. Hai mảnh. Cái quay lên lơ mơ đợt này không đủ ngọc là coi như là lại là tiếp tục nông dân đó mấy ông. Lại phải tích ngọc lại gai đó mấy ông, không thôi là nạp nữa đó. Đợt này chỉnh sửa cấm nen lại hơi hơi lố. Em mua cẩm nang hơi lố ngọc. Ba mảnh chục lần ba chục lần 15.000. Ba mảnh, năm mảnh luôn với ba gì có khi con này có thể mà nổ ra tới 8 mảnh luôn. Kỷ lực cao nhất của con bá hạ là nổ 8 mảnh nha. Ngày thứ ba mình sẽ xài cái ngày thứ ba mình sẽ xài cái này, hiện tại mình chưa cần xài. Sau mấy mảnh bá hạ này mấy không, rồi vẫn là chanh. Qua thử chanh kìa, chanh này có bữa nay chua không? Ồ, 5 mảnh nha, chanh vẫn ok nha. Tại biết sao tôi ưu tiên chanh 5 sao, chuẩn bị cho mấy hỗ trợ vô chơi. Cho mấy hỗ trợ vô chơi cho nên trên 5 sao càng tốt. Chanh bữa nay ổn anh em, chanh này không chua lắm. Chanh này ngọt à. Ngọt nước. Cái hậu nó ngọt à. Trời đất, hai mảnh. Một mảnh luôn hả trời. Một mảnh nữa tôi nghỉ đó. Kiếm khác tôi chơi đó. Tưởng một mảnh chứ mày ngon. Bất cứ nào một mảnh tôi bỏ liền. Rồi không có mảnh nào cho mày đi luôn. Dừng cứ thay thế vậy mà quay thôi anh em chứ. Cứ không có mảnh nào lại quay chắc chết. Rồi mày đi luôn đi mày. Cái chỗ khác loại bỏ mày, sa thải mày đó. Quay về nào đủ thôi. Chơi cái này giống như kiểu trò chơi một mảnh đi luôn mày. Một mảnh là nét luôn nha. Nãy giờ anh Chiêu chưa quay nè. Anh Chiêu lấy một mảnh làm tao thất vọng sao? Thất vọng thiệt mày. Giọng não nề luôn. Rồi qua này xe tua nhau nhé. Trò chơi quay mà sẽ quay xe tua một bánh đi luôn mày ơi. Ngoài tiền thôi, ngoài tiền không có chơi rồi. Ngoài tiền cho nó chơi cuối cùng. Hai mảnh, ba mảnh chơi được nữa nè. Cho mày chơi một bánh đi luôn mày ơi. Mình sẽ dồn gì mấy không, lát mình nổ đúng bài luôn á. Rồi xong luôn công an. Cây nhà con công an này dễ. Thôi thằng nào không có mảnh đi. đổi lực đi. Thằng nào không có mảnh nào là cho đi á. Chứ mà một mảnh mà cho đi dễ đi quá. Rồi không có mảnh nào thiệt nè. Nào không có mảnh nào là cho đi nha. Cho nó dễ kèo chút xíu. Mé sao mà đen dữ vậy trời. Không có mảnh nào hoài luôn gì. Đó bả hào ok nè. Một mảnh được nha. Nói chung bả hạ dễ nuôi thiệt. Không khi nào, ít khi nào ra mà phát mà không có mảnh nào chứ. Ít lắm. Một mảnh trở lên đó. Không có 4 mảnh luôn nữa không. Mà phải quay mấy này mà 4 mảnh, 5 mảnh không ha. Tôi thiệt với mấy ông là quay này dễ.
nhanh 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 ghép mà đỡ tốn ngọc dữ vậy. Trời ơi, 4 5 mảnh nữa kìa. Ngọc còn để mua cẩm nang các kiểu nữa. Mấy ông chưa mua được đồng thù rồi, viện trợ rồi. Nổi đồng thù viện trợ hết bản không chịu ngọc à. Rồi, không có thiệt nè. Cuối cùng vẫn là chanh. Không lẽ xui gì chanh. Wow, 3 6 mảnh nha. Chanh nó nói gọi này chanh ngọt, không có chanh chua. Chanh này khá là ngọt nha. Ngọt nước. Đó, có mảnh điều điều. Điều điều mảnh nha. Điều quay nhận lì xì. Và giờ hết 200.000 ngọc rồi đó mấy ông. Và chưa có con nào ra hồn. Kiểm tra tài khoản cái coi. Ờ, chanh mới 4 mấy mảnh thôi. Chết mẹ không, vậy là 500.000 ngọc này đâu có đủ đâu mấy ông. Còn 300.000 ngọc mấy ông thấy đủ không? Tôi thấy đi đó. À, thứ tự từ trên xuống dưới luôn đi. Cái kiểu này không được rồi. Không nổ ta. Á đây này nó feed quay thú dữ vậy. Thiệt. Đã khóm tôi quay khơi khơi không nổ 3-4 con lực. 2 ngày tôi nổ 3-4 con rồi. Bữa nay quay muốn thấy mợ luôn mà không nổ nào chứ. Thiệt chứ. Phải. Chẳng những không nổ còn không có mảnh nữa kìa. Bữa tôi quay hên hên sao được con giàu phong là mừng lắm rồi đó chứ. Cái ngày mai cái còn mấy mảnh cái nổ. Đá nó chết luôn á. Tức á. Tức chứ không gì á. 37 mảnh là tài. Bạch Ly quay từ nãy giờ được 37 mảnh là tài. Gần 300.000 ngọc của tôi rồi đó má. Đó là tài. Báo dữ lắm rồi đó nghe. Không có mảnh luôn. Tôi lại mẹ Bạch Ly này chứ. Trời ơi. Khóc dữ lắm cho được 3 mảnh. Ừ, 3 mảnh đi, 3 mảnh hoài đi. Đấy, 3 mảnh nữa kìa ngon. Đấy, cây nha. Thà là 1 mảnh với lại 3 hơi thở thánh linh là coi như 2 mảnh lặn cũng được. Chứ mà không có mảnh nào luôn, khó chơi. Này 5 hơi thở thánh linh luôn nè. Giờ tôi chơi tôi ra vô liên tục luôn nè. Đó, ngon, ra cái ngon nè. Ngon luôn, 3 mảnh hoài đi. Đường thành công sắp tới. Sắp tới con đường thành công rồi. Bà mẹ. Vậy đi cho nó dễ đi. Thử mấy ông thử và làm giống tôi thử đi. Tôi thấy tỷ lệ mảnh nó ra cao hơn, 3 mảnh liền không. 2 mảnh, 3 mảnh không. Chừng khoảng 3 lần, giữ mình làm lần, ngon. 2 mảnh là được. Thà đi vô cái 3 mảnh cho mấy ông coi nè. 2 mảnh cũng được đi. Cạn lời. 2 mảnh. Không có mảnh nào luôn. Không có mảnh nào luôn. Mày ngon không có mảnh nào nữa đi. Rồi đi coi nhiêu anh em. Sắp đủ rồi. 75 rồi. Rồi. Nãy giờ nãy chịu 8 đúng không. Giờ còn chịu 6 nữa. 200 mấy chục nghìn ngọc là 220 đó. 220.000 ngọc. Coi như đợt này quay không bằng đợt hôm qua rồi. Ngày qua đúng 500.000. Hôm nay quay chắc tôi nghĩ là 700.000 quá. 700.000 là tài. Chắc tôi nghĩ 800.000 quá. Hơn, có khi hơn. Không có mảnh luôn. Cái đợt này nó fit. Công nhận cái bản quyết 13 này nó fit thú quá. Ông nào hên là sẽ nổ liên tục luôn. Mà ông nào học ID, nào ID mà nó không cho là coi như khỏi nổ luôn. Như giống ID của tôi là nó không cho đó. Tôi thấy quay quá trời mà không nổ con nào thấy nghi nghi. Ba mảnh được. Dạo gần đây tôi thấy tiến triển được đó nha. Hợp lý nha. Tăng tăng tăng. Rồi vừa nói xong. Đừng có gáy thiệt. Tôi im luôn không nói gì. Nó cho mình mảnh không. Rồi còn 11 mảnh nữa thôi. Điếm. Rồi 9 mảnh. Rồi 7 mảnh.
Trời ơi. Rồi. Năm bánh. Rồi. Một bánh. Đủ nha má. Má ám nãy giờ đó. Rồi xong qua tới công an. Như bánh rồi, nãy giờ công an. Trời đất con công an này. Công an mới có mười mấy bánh thôi. Tôi thấy kèo này là 800 ngàn quá mấy ông đoán này. 800 đủ không? Sao tôi nghĩ 800 đó. Chưa gì hết là hết 200 mấy. Gần 300 rồi đó mấy ông. Hôm qua có 500 ngàn. Hôm nay tốn nhiều giá mấy ông. Tù tôi tưởng nổ rồi chứ. Bà mẹ làm hết hồn nổ nhỏ. Tôi tưởng nổ rồi đó. Ai ngờ đâu. Không nổ. Tôi không tin là tôi quay 3 ngày thú mà nó không nổ con nào nữa trời. Không lẽ chỉ có mỗi con nổ con chào phong cái là xong đó hả. Tôi không tin á. Tôi đắc tin luôn á. Fit tỷ lệ thú gì đã giả mang cái chừng nữa cái bắt đầu cái tôi full thú cái bắt đầu fit tỷ lệ thú lệ thì thôi gọi luôn. Có tới công chuyện luôn á. Đen. Bắn cái quen tay luôn á. Tôi ngắm cây trúng luôn. Không nói nhiều ơi. Ngắm cái là ngay, ngắm cái là ngay. Quen rồi. Quay số lượng lớn mà. Tôi ngắm cái là ngay chọc, ngay chốc, ngay bon không đó. Giờ tôi nhắm, tôi buông ra là ngay chốc nó đó quay. Được nhiêu mảnh chứ lại nổ hay không mới quan trọng. Ba mảnh nè. Bắn cái gì thì tỷ lệ nó nổ cao hơn chút. Nhưng mà tỷ lệ nổ mảnh nó cũng ít. Từ chối nhận luôn. Nói chung cái tem này là cần con Coman 5 sao nhất. Nói chung tem nào cũng cần thì phải. Tại vì tem này là mình cặn Tào Tháo nó chết nó sống là nó dùng chiêu á nó boost thêm nhiều chút chứ mình sống lại mà không boost thì cũng như không như rồi 97 anh em còn 13 thôi 23 chứ lộn rồi đó. Hơn 500 ngàn rồi đó. Ủa nãy 1.8 mà. Dự tư là 400 ngàn rồi mấy ông. 400 ngàn mà còn đóng thú sau lưng nữa sao được. 400 mấy 402. Đó 1.8 300 mấy 300 mấy 300 mấy. Chào Phong. Nhiều mảnh rồi. 42 mảnh rồi hả. Xong cái này là mấy mốt là tôi chỉ có đi bấm đấm lột đấm nhau thôi dạng giờ thiếu nhiều anh em còn tẩy luyện các thứ còn thằng giỏ nữa ngày mai xong dạng thú cái nữa bữa sau là thằng giỏ cái nữa là nhức gan liền DPK là nhức lết liền muốn dục như là dục đó qua tuần sau bị set lụm thêm món củ tiêu hai món củ tiêu nữa được set củ tiêu cho đêm chính mình cái là nhức nách nữa này. À, cho bạn hiếp mấy ông nhỏ nhỏ thì được. Rồi, ngon 6 mảnh nha. Làm chừng chục phát 6 mảnh đi. Và mẹ tôi quay 20 phát đủ 120 mảnh không khỏi nổ. Đúng không? Phát 6 mảnh còn ngon hơn nổ kiểu này nữa. 72. 75. 76 77 trời ơi 78 82 86 88
89 92 96 ngon 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 98 100 101 103 106 vào vé tôi quay nghe nó không nó là từ chối nè rồi 110 còn 10 bánh nữa thôi 111 114 115 bà mẹ nó không có mảnh nào luôn 117 ba mảnh nữa thôi tăng 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 đủ ra ngoài vô lại cái mấy không chào phong rồi tới con gì bá hạ vì thằng bá hạ này sắp đủ mảnh rồi nha 93 trời ơi 94 96 98 sao nãy đà ngon quá sao giờ không ngon ta 101 104 trời ơi 107 108 110 111 áo lịch sự 113 hồi nãy nó ra nhiều bánh ác giờ nó không ra rồi 116 4 bánh nữa thôi đủ luôn nè 18 đủ nè ô chưa đủ nữa trời ô ok cuối cùng đủ quán thiếu ok cuối cùng cũng đã đủ đủ ok cuối cùng cũng đủ bà mày hành tao thêm mấy xác nữa mày rồi tới em chanh rồi nhá em chanh nhiêu mảnh rồi chanh 54 rồi trời mới vô mày từ chối nhận luôn mày ra cái anh em vô lại cái tôi nổ bốn mảnh nữa một mảnh nữa nổ một con đi không nổ nhiều rồi còn 60 mảnh nữa nghe không điếm lại từ một luôn nè một 61 62 chết 63 64 65 68 cái ngon nó không được mảnh nó được mảnh nhiều vậy 69 70 73 sắp đủ rồi mèo ôi ngon 73 với 4 là 77 ha 75 78 78 rồi 79 càng lúc càng ít mảnh gì trời 81 còn 40 nữa thôi mà 83 85 86 89 sắp đủ rồi sắp đủ rồi 90 92 92 96 99 100 còn 20 bánh thôi 101 nổ luôn không nổ luôn là đúng bài luôn á 102 nổ luôn cái lên năm sau liền luôn 104 105 106 108
Ngon, 113 rồi. Ngon. 117. 118. No. No. Rồi đủ 120 anh em xong cái dàn thú. Trời nó khỏe người. Rồi, 4 sao thì hồi nãy là 1 triệu 8 đúng không? Bây giờ mình còn 1 triệu 3. Thì đợt này mình quay hết 520 ngàn ngọc anh em. Cái gì? Triệu 8 20. Đúng không? Giờ còn 1 triệu 3. Ừ, đâu đó 500 ngàn ngọc, hơn 500 ngàn ngọc xíu. Cũng may là cũng có nổ một con đó nha. Y ghen nha, mà đợt trước luôn á, cũng có nổ một con. Rồi, nổ hay không nổ thì kệ nó đi. Giờ mình đắp 4 sao đi. 4 sao vẫn chưa gọi là sức mạnh của cái team này. Của cái dàn thú nha, dàn thú phải là 5 sao. Nhưng mình quay từ từ anh em. Thứ nhất là nó không ngán. Cái thứ hai nữa là lỡ nó nổ thì dễ hơn. Em kiểu mình quay up 5 sao vội nó nổ nó bị dư. Mình sợ cái là sợ nó bị dư. Mà mấy con quỷ kia mình quay ghi cái nó đủ luôn mảnh này nè. Ok, giờ up nguyên vàng này lên 4 sao nha. Lên 4 sao này. Một em Bạch Ly, một em Chanh, ngày mai nữa là thành siêu phẩm rồi. Một em Công An. À, Hoa Tiên không có quay à, là thiếu một con Hoa Tiên đúng không? Phải rồi, còn thiếu Hoa Tiên nữa mà quên. Chỉ là quay đợt này là gần 600 ngàn ngọc còn đâu đúng không, gần 600 ngàn ngọc hay cực ha, 600 ngàn ngọc đó. Rồi thu hoạch cái này, được mảnh gì thì hay mảnh đó nè, không được mảnh gì thì thôi. Được mảnh Chào Phong được. Để cho ngày mai, để dành cho ngày mai, một ngày được mảnh nó không cần nhiều đó. Và sắp lên 1 tỷ rưỡi rồi nha. Sau khi xong dàn thú thì mình lôi cái thằng hôm qua mình qua mình test tiếp, đậu xanh đó, mình qua mình test tiếp nha. Con này tôi sẽ tay luyện cái nữa. Đâu rồi thằng đó, mình cấp độ đúng không ta, hôm qua nó quýnh mình còn giật giật máu rồi, coi bữa nay nó quýnh mình còn giật không. Đó, tiếp rồi. Rồi cấp độ à, vì không phải CL như ý, như nhi không phải, không phải ba chạch chu không phải luôn, Mino không phải, viên ken không đúng, không đúng luôn, NA không đúng. Ủa hàng đó hôm qua mình tên gì ta? Ủa nó lên mất tiêu vậy, nó mất tiêu vậy, nhớ là men chương phi à, đâu rồi, thôi kệ đi anh em, kệ đi, tha đi. Nay mình sẽ quýnh với mấy ông mà gọi là 3 tỷ mấy nè. 2 tỷ mấy nè, đấm thử sương sương chơi bạn ơi. 2 tỷ 7 ha. Mình chỉ 4 sao thôi, 5 sao mới là được biến, 5 sao mới gọi là sức mạnh thật sự. Cái này quýnh với mấy ông 4 sao thôi nè. Ông Võ Thánh này quýnh có đàm vậy nè, có đàm. Ghê ạ. Chạy cả con thú nó nữa mà. Kinh. Nói chung đôn mình chưa có đi giải bên tinh anh. Anh chưa có mạnh được. Chết Tào Tháo cái nữa đi. Rồi không chết Tào Tháo, chết đô mét. Không chết luôn nào hết. Chết với thằng biến được mấy không? Cái này xong luôn, phải có thằng giỏ nó mới xong luôn được. Thấy thua đó. Võ Thánh bên kia nó quýnh có đam mà nó Tào Tháo mình nó dồn hai phát. Đỡ gì nổi. À né. Né là ngon. Tôi vừa lấy chiến pháp đâu phải đi chơi. Lại
Lại né ha. Chết luôn, tao tháo luôn đi cho tôi mượn cái gai. Đúng rồi. Thằng biến lên đấm mấy xương tài chứ. Bút. Phải như vậy, nên như vậy. Không ổn mẹ ạ. Mặc dù chí thính mình cũng còn khá là nhiều ngữ giá, nhưng mà chắc mình nghĩ không ăn thua đâu. Vẫn chưa đủ sức để chơi vô này à. Ê, ê, tôi còn quấn được là ông no đó. Ê, còn quấn nữa ha. Con vô thánh lực dữ ta. Vô thánh này lực giá men anh em. Ghê. Vô thánh cầm gì mà lực dữ. Xét củ tiêu thần liện cầm hán vũ đế thức tỉnh. Đá ngọc đầy đủ. Đó, công lên 29 triệu công thua mình. Công vẫn thua mình bình thường. Cẩm nang thì đù áp đảo ngọc. Ồ, xài áp đảo mà sao không xài cái quả thần nộ ta. Nhưng dù gì người ta cũng mạnh hơn mình. Mạnh hơn là do mình chưa có đủ mấy cái gián tiếp đó nè. Chứ là chưa có thiên la tản rồi này nọ. Chứ có thiên la tản tìm cho thánh quýnh tới tết. Rồi, 3 tỷ mấy nha. Chứ mà quýnh mấy kèo mà tỷ tư tỷ gửi tôi nói thiệt với mấy ông đó yếu lắm. Quýnh mấy ông tỷ tư tỷ gửi là không. Quýnh mà quýnh gấp đôi không á. Quýnh mấy kèo gấp đôi lịch chiến không á. Chứ kèo tỷ tư tỷ gửi lịch chiến ăn nhậu gì đâu. Giờ tôi tỷ tư á. Trời, mưa tới nữa anh em ơi, mưa tới nữa rồi. Tôi quýnh mấy cái kèo bằng tỷ gửi thì thôi nhé luôn. Mấy ông đó chỉ có bị tôi bóp tới chết. Rồi ngày mai là... Bữa nay là BK hơi ăn hạnh chút xíu nha. Ngày mai là khác. Ngày mai anh em sẽ thấy sự khác biệt của team mình. Đụng thấy sư tử cũng chịu khó đờn dưới người ta. Kinh đó. Rồi xong rồi đó. Kinh nha. Kinh đó mấy ông. Thấy sư tử đờn kinh. Đây nè, đờn xong chưa? Đờn xong chưa? Tới tao. Mày hả bưởi, một thằng. Quýnh đã đi. Ờ, có con men năm sau rồi cũng ghê đó. Ngựa đỏ rồi các kiểu nè. Tới anh chưa? Rồi rồi, tới anh chưa? Cậu gián tiếp vô. Thôi đi rồi. Chưa nữa hả? Chưa đi nữa hả? Rồi. Rồi. Chưa đi nữa hả? Oh man. Cậu gửi giáp lên kìa phải không? Gửi giáp lên cỡ đó là sao Võ Thánh nó sống rồi. Sao mà đỡ cho được. 3 tỷ mấy. Khoảng là 3 tỷ mấy thôi. Chứ tôi nói thiệt, tôi mà quýnh cho mấy ông kèo tỷ mấy rồi. Mấy ông tỷ mấy này quýnh không lợi đâu. Đúng rồi, tỷ 8, tỷ 9 này là tôi bỏ túi cái 1 rồi. Mấy ông lực chiến cao cao chứ mấy ông lực chiến thấp thấp là tôi quýnh chết. À, ông này vẫn còn đam mê Võ Thánh nè, 2 tăng ha, đi 4 ha. À, thằng Võ được rồi. Nói chung cái team Bill 3 này là phải có cái thiên la tảng á. Thiên la tảng mắt sao á, là đau thương bắt nhập. Đôn mình phải cứng nữa, mình chưa đi ấy xong đó mấy ông. Thằng này kêu đi ao sổ rồi, đấm đá rồi. Quánh khác đi vô tỷ mấy này thú cũng hay cùi. Con này lướt sao mắc máu được, giảm đam quá trời. Gió Thánh muốn trực tiếp không ra đâu.
bye bye bạn nhá. Đấm một cái mà chỉ có đi tỷ mấy nó cũng đấm lại thôi đâu em. Nói chung là à, con tỷ tư là chừng 500 triệu thôi, không ăn nhậu gì đó ạ. Chứ à, như là S90 á. Ủa cái VIP 12 cũng vậy mà, VIP này cũng vậy thôi. Cái ông này cũng gan với nhau thôi. Mình kiểu mình hơn nhiều thứ, cảm ơn đồ này nọ. Rồi video này kết thúc tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ. Bye bye.